Trời ơi cái con này, ai dạy mày cái thói lục túi của khách thế hả? Đây là ăn chơi điệu nghệ và mình là Annie. Nhìn thấy mèo là mọi người biết mình hôm nay đi cà phê rồi. Chỗ này là cà phê mèo, ở dưới có bán các món đồ dành cho lũ mèo luôn. Nhớ cất giày vào kệ trước khi lên nhé. Cà phê mèo mà, đặc biệt nhất vẫn là lũ mèo xinh xẻo và thơm tho. Con yêu tinh này dựa dẫm bồ người ta cho đã rồi lý cái gì nữa. Còn cái con đại ca này nữa, mày thích thể hiện không? Đây lại đây bé yêu, đó, vừa ngoan vừa cưng như này mới thương chứ. Chứ ai mà giang hồ như nó, đó 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 mọi người coi nó khinh bỉ mình kìa. Sao em bỏ ra đi, anh nào có tôi tình gì? Nè. Điểm là mình luôn quay lại đây là nước uống, quán cà phê thì nước nôi nó cũng phải được được chứ. Cứ một người là 79.000 một vé. Trà sữa bơ ở cà phê bé béo ngon lắm. Uống đúng là trà sữa nghệ tí vị bơ, chứ không có phải như là sinh tố bơ đâu nha. Bạn mình uống sữa chua nhiệt đới cũng ok la lắm. Được, mình sẽ cướp luôn cái ly sữa chua này. Tuy là lắm mèo nhưng mà quán vẫn rất là gọn gàng và sạch sẽ. Không gian ở đây xinh xắn lắm, nhiều góc chụp hình đẹp. Còn chụp hình sao cho dễ thương á thì hỏi mấy con mèo lừa này nè. Chỗ này có nhiều giống mèo lắm, con nào cũng ú na ú nừng. Tụi mèo còn có hẳn một phòng chăm sóc sức khỏe. Còn phòng này là dành cho các bé mèo cần lưu ý về sức khỏe nên không được bồng bế đâu nhé. Mà ở dưới đây á, con thần hủy diệt Behemoth này nó nắm trùm. Nhìn nó có giống con gà luộc biết đi không cơ chứ. Trong khi lầu trên thì có chuyên mục chúc bé ngủ ngon. Mấy em mèo đứa nào cũng mơ màng giấc ngủ. Đứa thì dễ thương, nhẹ nhàng. Đứa thì đáng yêu, bánh bèo. Còn con mèo hủy diệt này. Trời ơi, nó phá banh cái quán. Chơi kiểu gì nó cũng chịu. Quậy cỡ nào nó cũng làm được. Chuyện nào cũ thì nó nhắc lại cho mới. Chiều buồn quá mà muốn mua vui cho thân xác lũ mèo. Cứ ghé đây để chứng kiến lối sống thượng đẳng của tụi nó. Thấy ghét, nhìn cái mặt muốn tán cho mấy cái.